chót này đóng đây, ai muốn ơi. Bác ơi, mua hiền không bác? Có. Có à? Thì đưa cháu đưa quả cho nhá. Hiền đây, ai mua hiền đây? Cạnh đi thưa mộng. Hả bác, bác hay bác mua hiền cho em đi. Hiền của em ngon lắm, hiền của em bác đây. Bác mua hiền cho em đi. Cạnh đi, hiền phải hợp chi, mắc đi đục. À bác ơi, bác cho bác đục cái chi rửa. Ai có nhu cầu là đục. Này này này, này bác, cho bữa mổ rạch, sáng đục em cái. Đục chi rửa? Cái dương, khổ lắm, cái dương nhà em tê, sập rồi, bác nhớ đó nha. Ai mua hiền đây, hiền đây. Giòn ra rí, khúc khéo hiền ngon hơn nên vô ta thử cái. Ơ, lão vẫn hiền đây nhỉ, chưa bao nhiêu tuổi trong chưa mà nghe cái dòng đắng đưa ngọt ngào, chưa biết cao buổi sớm hay buổi chiều, sống là sống ngơ cảm hay lại cũng nào. Đình sinh tuyển nên nữa chắc rắng. À, lại ơi đó, chứ chưa trông anh hỏi mang chi, trông rồi anh hỏi làm gì rửa anh, chứ hiền ngon cùng ngọt cùng ở. Lạnh mô cùng đủ để anh buông sao. Khiếp thật, lạnh mô cùng đủ để anh buông sao? Ồ, răng rửa, chọc, răng y chọc, chọc sao? Răng y chọc sao? Ơ, ồ hay hề, khi này nói là lạnh mô cùng đủ để anh buông sao? Rửa thì ta chọc. Mà cũng muốn chấp nữa. Có nghĩa thì hỏi này. Mà cũng hỏi nữa. Đố. Đố. Dư tôi đố. Có mà đổi được á. Thì rắn. Thì lo mà đi bệnh viện. Ây ây này anh. Anh cứ đổ là cuối xin nghe. Anh cứ đổ là cuối xin nghe. Muốn đổ thì anh cứ hỏi. Xưa nay quên nề giao lại cuộc sống bên nhau, sớm tôi với tay chào. Ôi, rắn rửa, tôi hỏi ó cái đi. Ó, ó vẫn hiển chi? Ê, rửa, rửa ó có hiển chi? Ê, rửa thì hỏi ó nì. Chứ ó luộc nôi hay đứng luộc mà miệng hên ra luôn chừng mấy canh giờ, khoảng mấy rau thì bớt cùi, mà sôi mấy rau thì bớt cùi. Chứ được ba cao thì bớt cùi, nước khấn từ trao ra. Chứ lửa phải đúng lửa hoa, phải căn chừng cẩn thận mà phải cánh chừng cho cẩn thận.
Ôi, trao rồi thì rút củi ra, ngâm trong bánh chí nó. Mất chí mà phải cánh chân cho cẩn thận. Nhưng mà anh ơi, ráng mồ. Chứ ngồi luộc thì miệng hển hẳn mới mở ra. Chứ giữ túi mà đứng luộc thì cái miệng hển hẳn đỏ hẻ ra. Tôi hỏi ô cái nhi, ô nói là ô ngồi luộc á thì miệng hiến hắn mở ra. Ừ, nếu mà đứng luộc á thì miệng hiến hắn mở ra chút mốt là đúng rồi chứ nè. Này, đừng có nghĩ lúng túng hết chuyện đấy nhá. Đúng là thấy chứ bâng khuâng một buổi đi cao trong trong nở đánh thì cùng ngã. Ngồi luộc thì miệng hiến hắn mở ra. Nếu như mà đứng luộc thì miệng hiến hắn mở ra chút mốt cả. Này, ba con thấy có vô lý không? Quá vô lý đúng không? Này, lùng bùng cái chi nữa. Ôi, cô cái chuyện hệ với mở khi này tần dư tôi mới hiểu. Này, hình như đó là bí quyết lăng nghe của nhà họ có phải không? Chắc bí quyết bị bắt chứ. Tránh đi đây cho người ta đi bằng hến mà. Khoan khoan đó mẹ ơi. Chứ hến của ô rồi mẹ mau nó ngọt hến giòn. Này rồi mẹ càng má tròn nhìn nó. Cứ rồi mẹ rồi ơ lên nó nào. Bạn rồi mẹ lo nó tôn tui nó. Ngân rồi mẹ mỏi ơ ngon dư mặn. Răng rồi mẹ nềm cho tôi nếm thử cái. Này, hến đi nó không nếm được mô. Nghen đâu, mô tưởng bờ. Ây ấy. Quán ta nó mê ơi, đừng vội mân chi. Cho tôi đổ thêm câu nữa mà đi cho đàng hoàng. Mà dư tôi mới hỏi rằng sống chi mà mọc giữa ngàn phố. Chứ đó là sống phố ngàn xưa đổ về đến tam khoa nhập dòng. Gió đưa hương bưởi thơm lưng mãi qua ngàn phố thì cũng rung răng mà bước di bàn với cỏ cây hoa văn rừng phường đẹp thấy lạ lùng. Chứ ai nhìn cùng mến cùng thương nhìn rồi mê mẩn vẫn vương trong lòng. Chứ thái yên lang mộc anh nhìn anh em đoán con người đục cưa đúng chưa? Đúng rồi. Chắc đúng rồi thì anh hãy mua cho kéo về trưa buổi trong lo đòi. Này, khi này nói trước cô chồng, giờ nói cô chồng là rắp. Nhưng mà ô hến ơi, cho tôi hỏi cái đi. Cái chuyện chồng rồi hãy chứa chồng đối với tôi là không quan trọng đâu. Quan trọng cái chỗ là trong mắt tôi là ó cùng ranh xính đó. Xính thì cũng thật xính đó, nhưng mà cất cái dây đục ra. Mau hến đi, tôi nói đi. Người ơi, hến thì lộc của trời cho. Mất răng lắm hến, cứ mơ quanh năm. Chỉ bằng về với thái yên thấy ngay cửa đếm đục
đêm đục cửa, đục đục cửa. Nhưng mà anh đục ơi, chứ thằng mực tao thì đau lòng. Sáng đúc chỗ cái dương chứ nữa, rửa thì còn được.